một thương hai chờ, anh đi em cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm. Nhà thì bên ngoài có lớp cổng sắt bên ngoài, khoảng sân đậu xe máy bên trong 4 mét và khoảng sân này trồng thêm cây xanh. Bên trong là không gian của cửa chính, lớp cửa nhôm xin pha. Và tiếp tục vào bên trong đây thì quý vị sẽ đến với khu vực gara xe hơi. Phía dưới nền gara xe hơi được ốp gạch 80, hai bên tường ốp gạch tường lên cao tới trần. Phía trên là trần thạch cao và đèn thá cũng như đèn trần rất là đẹp và tuyệt vời. Dưới tầng trệt sau khu vực gara xe hơi sẽ là cầu thang máy và cầu thang bộ. Phía sau nữa sẽ là không gian bếp, không gian phòng khách và bàn ăn. Khu vực bếp thiết kế theo bếp nằm ngang, có bàn đảo, có đầy đủ nội thất kèm theo bao gồm lò ghi sóng, bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, máy hút mùi, khu vực bàn đảo, khu vực bồn rửa chén bát và khu vực đặt máy rửa chén bát đều có sẵn. Ngang 4m2, độ dài lên tới 26m và xây dựng tới 18m. Phía sau nhà là khoảng giếng trời sút 1m nha quý vị, chạy sút 4m2 của căn nhà. Và không gian phòng khách và phòng bếp phía sau này thì ốp gạch phun trần và có quạt gió cũng như đèn trần, những khu vực trang trí rất là đẹp, tạo nên một không gian nhà phố cực kỳ dài. Đây là một mẫu nhà ống rất là đẹp. Mình em với đêm, năm tháng êm đềm, yêu anh chẳng cần đóng đêm, vậy mà anh nỡ buông tay em thôi. Trên không gian tầng lửng thì quý vị sẽ đến với không gian phòng tiếp khách chính. Khu vực này thì có làm cửa kính cường lực 10 ly cách âm, có màn hình TV 65 inch, có sofa, có bàn làm việc và có vệ sinh trong, cũng như là có máy lạnh được trang bị sẵn. Chúng ta đang đến với không gian phòng làm việc cũng như là phòng tiếp khách trên không gian lửng của căn nhà. Và không gian lửng này thì có vệ sinh trong luôn nha quý vị. Phía sau là cửa sổ và cửa ra giếng trời, có vệ sinh trong với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch phun trần. Buồn đau em không nên than với trời, thương thất lòng sao em nhận lại bằng không, nhành hoa thay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong. Không gian phòng ngủ thì đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 2m2, chân ga với điện bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong. Tủ áo thì thiết kế giữa tủ áo kính cường lực và tủ áo gỗ an cường, tạo nên một không gian rất là đẹp và sang trọng. Căn nhà này thiết kế tới 3 giếng trời nha quý vị. Ở giữa thì quý vị sẽ có tới 3 giếng trời và một giếng trời sút phía đằng sau. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực gắn bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Mỗi phòng vệ sinh đều có một cửa sổ ra giếng trời, tạo nên một không gian nhà phố rất là thoáng và khi chúng ta vào bên trong căn nhà, cảm giác căn nhà này rất là có sinh khí, rất là mát nha quý vị. Không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau thì quý vị vẫn có bàn làm việc, bàn trang điểm, có khu vực rửa mặt bên ngoài cũng như có cả bồn tắm nằm và vệ sinh bên trong, tạo nên một không gian nhà phố rất là đặc biệt và cực kỳ là đẹp bên trong không gian phòng ngủ. Và tất cả hệ thống phòng ngủ thì có gạch trang trí lên cao tới trần này, có cửa sổ ra giếng trời, có khu vực rửa mặt bên ngoài. Phòng này thì có cả bồn tắm nằm, bên trong là khu vực bồn cầu và bồn tắm đứng cũng như là vòi tắm hoa sen. Đang lên không gian của phòng ngủ số 3 và số 4 thì hai phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo và thiết kế không gian rất là đẹp, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng cũng như là sản phẩm và nội thất bên trong được phối màu và trang trí rất là tuyệt vời nha quý vị. Tất cả các phòng đều có cửa sổ và cửa rất là thoáng mát, tạo nên không gian nhà phố hiện đại đẹp, sang trọng và cực kỳ đẳng cấp nha quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của phòng ngủ số 4. Mỗi phòng ngủ thì thiết kế một phòng vệ sinh riêng rất là đẹp. Mới quên được người mình yêu, vậy mà anh đã buông tay em rồi. Buồn đau em khóc em than với trời, thương thất lòng sao em nhận lại bằng không, nhành hoa thay lá như anh. Phòng số 5 và số 6. Trên không gian phòng số 5 và số 6 này thì sẽ có một phòng để trống này, là phòng số 5 này. Phòng này thì mới thiết kế nội thất cơ bản thôi. Và bên trên cùng thì quý vị sẽ đến với không gian
của phòng tắm xông hơi kết hợp với phòng tay đồ, khu vực tắm nằm thư giãn của căn nhà ở khu vực không gian phòng số 6. Đây là một không gian phòng rất là đẹp, chúng ta sẽ mở cửa kính vào. Và bên trong là không gian xông hơi khô, xông hơi ướt, khu vực tập thể dục, khu vực thay đồ và khu vực đi vệ sinh, cũng như là khu vực tắm nằm, tắm đôi luôn nha quý vị. Một không gian rất là đẹp. Nhà mình đang đón xuân, xuân tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến chàng chỉ mỗi hoa băng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Khu vực này thì là lợp mái và rào chắn rất là kỹ, có khu vực để chúng ta để máy giặt và có những cục nóng máy lạnh ở phía đằng sau được đặt ở đây. Ở đây được trồng cây xanh và làm rất là đẹp, phía dưới sàn thì ốp gạch trang trí, sơn bóng trên tường, tạo nên một căn nhà phố rất là đẹp. Đây là khu vực quầy bar, khu vực bếp nấu, khu vực BBQ ngoài trời của căn nhà. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đàn với ta. Em giờ đây đâu quên mối tình thơ ấu. Tôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến khi.